Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình tối nay, thứ hai ngày 28 tháng 3. Đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 75 năm Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo kháng chiến và khai mạc năm du lịch Tuyên Quang 2022 đã được các ngành địa phương khẩn trương thực hiện và đã cơ bản hoàn tất. Hôm nay tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, học sinh phổ thông từ lớp 1 đến lớp 6 đã đi học trở lại bình thường sau thời gian dài học trực tuyến. Tuyến đường DH11 từ Vĩnh Lợi đi xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương xuất hiện nhiều đoạn xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Trong phần tin quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới mới đây cảnh báo vaccine ngừa COVID-19 có thể hoàn toàn suy giảm hiệu quả theo thời gian. Sáng nay, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ 9 Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phiên họp đã rút kinh nghiệm chuẩn bị và tổ chức kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Theo đánh giá của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, sự chủ động sáng tạo, linh hoạt, khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an toàn. Các nội dung kỳ họp được chuẩn bị tốt, đạt chất lượng cao. Kỳ họp đã nghe, nghiên cứu, xem xét thông qua 11 nghị quyết với tỷ lệ tán thành rất cao. Trước kỳ họp, quá trình thẩm tra đảm bảo theo các quy định của pháp luật. Phiên họp cũng cho ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tại phiên họp giải trình về việc đền bù đất, tài sản trên đất bị ngập úng trong vùng lòng hồ thủy điện Chiêm Hóa của cử tri xã Năng Khả, Thanh Tương và thị trấn Na Hang, huyện Na Hang. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Ủy ban Nhân dân huyện Na Hang, nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa và các đơn vị có liên quan đã nghiêm túc thực hiện kết luận. Quá trình giải quyết đã phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu có liên quan, thường xuyên báo cáo tiến độ giải quyết với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Phiên họp cũng cho ý kiến vào tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 về thực hiện việc tiếp nhận xử lý đơn khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh của công dân quý 1 năm 2022 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và một số nội dung quan trọng khác. Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành tiếp tục bám sát các quy định của pháp luật, cập nhật yêu cầu thực tiễn của địa phương để đề xuất các nội dung trình tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời chủ động chuẩn bị đảm bảo quy trình thủ tục để trình đề nghị xây dựng ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, trình thông qua dự thảo nghị quyết theo đúng quy định. Cùng với đó, thực hiện việc gửi tài liệu phục vụ công tác thẩm tra, đảm bảo về thời gian, số lượng theo quy định. Kết luận phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh để hoàn thành các chỉ tiêu mục tiêu năm 2022 và của cả giai đoạn 2020-2025, đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao. Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới hoạt động có trọng tâm trọng điểm, đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ chế chính sách, giải quyết các vấn đề lớn đang đặt ra đối với sự phát triển của tỉnh, như ngân sách, đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý tài sản công, biên chế. Nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác giám sát, nhất là giám sát thường xuyên việc triển khai các nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh sau khi ban hành và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, cũng như việc chất vấn, trả lời chất vấn sau các kỳ họp. Việc xem xét giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri cũng tiếp tục được đổi mới. Theo đó, Hội đồng Nhân dân sẽ nghe, xem xét việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri hàng tháng để có những đôn đốc giải quyết. Cùng với đó, nâng cao chất lượng thẩm tra thường xuyên các nội dung giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền Hội đồng Nhân dân tỉnh để góp phần nâng cao chất lượng điều hành của chính quyền địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Chiều nay, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2021 và ký kết chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2022-2026. Các đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong giai đoạn 2016-2021, hoạt động phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp với cơ quan Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội ngày càng chặt chẽ,
tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua dân vận khéo được triển khai sâu rộng, hiệu quả, tham gia xây dựng và củng cố chính quyền trong sạch, vững mạnh, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong giai đoạn 2022-2026, chương trình phối hợp giữa Ban dân vận tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân vận sẽ tập trung vào các nội dung như tham mưu quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của cấp ủy tỉnh về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua dân vận khéo trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tập thể và cá nhân điển hình trong thực hiện công tác dân vận. Phát biểu quán triệt về tổ chức thực hiện chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2022-2026, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm quy chế phối hợp đã được ký kết, tham mưu quán triệt triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, không để xảy ra vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người kéo dài trên địa bàn, tăng cường phân cấp phân quyền gắn với kiểm tra giám sát chặt chẽ đối với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thực hiện tốt văn hóa công sở, nâng cao đạo đức thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, tạo thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội hoạt động, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, giúp chính quyền khắc phục những hạn chế yếu kém trong quản lý điều hành, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua dân vận khéo, triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm, các khâu đột phá, các chương trình dự án, đề án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, tăng cường kiểm tra giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời sơ kết, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình trong thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban dân vận tỉnh ủy về công tác dân vận trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021. Cũng trong chiều nay, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 3 năm 2022. Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tháng 3 năm 2022, các cơ quan báo chí đã bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, định hướng tuyên truyền của Ban tuyên giáo tỉnh ủy, chủ động tuyên truyền, phản ánh kịp thời, toàn diện các sự kiện thời sự, chính trị nổi bật, các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn, thông tin về hoạt động của lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đặc biệt là phản ánh kịp thời thông tin được dư luận xã hội quan tâm, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Định hướng tuyên truyền trong tháng 4 và những tháng tiếp theo, đồng chí Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Nông Thị Bích Huệ đề nghị các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu kết quả phát triển kinh tế xã hội, trong đó chú trọng việc thực hiện các dự án, chương trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là tập trung tuyên truyền đậm nét các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ trở lại tuyên quang lãnh đạo kháng chiến, nổi bật là hội thảo khoa học Bác Hồ trở lại tuyên quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến, tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại. Đồng thời tăng cường tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, việc triển khai xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ tỉnh ủy, các đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các cơ quan báo chí cần phát hiện vấn đề mới, tích cực tuyên truyền tạo sự lan tỏa trong cộng đồng xã hội. Đồng thời cũng kịp thời phản ánh những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng chống dịch, làm tốt công tác nắm tình hình, tư tưởng để kịp thời thông tin định hướng dư luận, đấu tranh phản bác, chống lại các thông tin xấu độc, tiêu cực ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tiếp tục chương trình khảo sát học tập kinh nghiệm phát triển cây mắc ca tại các tỉnh Tây Bắc, đoàn công tác của tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Nguyễn Thế Giang, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tọa đàm với Hiệp hội mắc ca Việt Nam tại tỉnh Lào Cai. Tại buổi tọa đàm, Hiệp hội mắc ca Việt Nam đã có những trao đổi, giới thiệu về cây mắc ca. Đây là loại cây trồng có nguồn gốc từ Úc, du nhập sang nhiều nước châu Á trong đó có Việt Nam. Hạt cây mắc ca được coi là một loại thực phẩm cao cấp, có giá trị cao, mức đầu tư thấp và chu kỳ thu hoạch dài. Có thể trồng xen loại cây này với các loại cây khác để tăng thêm nguồn thu. Các thành viên trong đoàn công tác đã trao đổi, đối thoại với đại diện lãnh đạo Hiệp hội mắc ca Việt Nam về các nội dung như diện tích trồng và tốc độ phát triển của mắc ca trong nước và trên thế giới, việc hỗ trợ về giống, nguồn vốn, kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm khi loại cây này được trồng tại Tuyên Quang, đánh giá những thuận lợi khó khăn về khí hậu, thổ nhưỡng so với các tỉnh phía Bắc đang phát triển cây mắc ca. Hiệp hội mắc ca Việt Nam cam kết sẽ hỗ trợ kỹ thuật trồng, chăm sóc
và có sự đồng hành, hỗ trợ về vốn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt. Kết luận tại buổi tọa đàm, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang giao các thành viên trong đoàn công tác nghiên cứu báo cáo đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát triển cây mắc ca tại Tuyên Quang. Sáng nay, đồng chí Hoàng Việt Phương, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp ban tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo kháng chiến và lễ khai mạc năm du lịch tỉnh Tuyên Quang và tuần văn hóa du lịch huyện Lâm Bình năm 2022 để kiểm tra đánh giá tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm và chương trình khai mạc năm du lịch Tuyên Quang 2022. Để tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo kháng chiến vào 20 giờ tối ngày 31 tháng 3 năm 2022 tại quảng trường Tân Trào, huyện Sơn Dương. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị như việc thi công, lắp đặt sân khấu, chương trình tổng thể cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Công tác chuẩn bị cho hội thảo khoa học với chủ đề Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến, tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại cũng đã được hoàn tất. Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã nghe báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức lễ khai mạc năm du lịch tỉnh Tuyên Quang và tuần văn hóa du lịch huyện Lâm Bình năm 2022 vào 20 giờ tối mùng 1 tháng 4 tại sân vận động thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho lễ khai mạc. Công ty trách nhiệm hữu hạn Khinh khí cầu, Ballooning Media, hãng hàng không Vietjet và các cơ quan liên quan đã chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức lễ hội khinh khí cầu quốc tế lớn nhất Việt Nam với 20 khinh khí cầu, 32 phi công đến từ 7 quốc gia: Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Tây Ban Nha, Hà Lan và Việt Nam. Đợt này, Tuyên Quang cũng tổ chức nhiều tour tuyến du lịch tạo điểm nhấn và quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh như giải bơi thuyền kayak, tham quan trải nghiệm hang động, lòng hồ sinh thái. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cấp, các ngành, các địa phương, nhấn mạnh các hoạt động kỷ niệm 75 năm Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo kháng chiến và chương trình khai mạc năm du lịch Tuyên Quang là sự kiện quan trọng của tỉnh trong năm 2022. Đồng chí đề nghị các thành viên ban tổ chức, các ngành liên quan phải phối hợp chặt chẽ, tập trung chỉ đạo đôn đốc thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đã đề ra, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, phải tăng cường hơn nữa công tác truyền thông về các hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình để quảng bá về tiềm năng thế mạnh du lịch của tỉnh, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Tuyên Quang. Cùng với đó, cần tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 để các hoạt động của lễ kỷ niệm năm du lịch Tuyên Quang diễn ra an toàn. Cũng trong sáng nay, huyện Lâm Bình đã tổ chức hội nghị cho ý kiến về công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc năm du lịch tỉnh Tuyên Quang và lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ nhất gắn với tuần văn hóa du lịch huyện Lâm Bình năm 2022. Để tổ chức thành công lễ khai mạc năm du lịch tỉnh Tuyên Quang, lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ nhất và tuần văn hóa du lịch huyện Lâm Bình năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức rà soát, thống kê được trên 100 hộ làm dịch vụ homestay, nhà nghỉ tại các xã Thượng Lâm, Quân Hà và thị trấn Lăng Can, đáp ứng nhu cầu lưu trú của hơn 3.000 du khách. Trưng tập cán bộ hỗ trợ bài khinh khí cầu, làm công phiên dịch, tư vấn, hướng dẫn và cung cấp thông tin cho du khách về các tour, các sản phẩm du lịch, địa điểm ăn nghỉ, nhằm để lại ấn tượng tốt đẹp đối với du khách trong thời gian diễn ra các hoạt động trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, thống nhất các phương án giải pháp khắc phục khó khăn để tổ chức thành công các sự kiện. Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo kháng chiến, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tổ chức hội trại về nguồn với chủ đề Tiếp bước cha anh được diễn ra từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 3 tại quảng trường Tân Trào. Hiện nay thì công tác chuẩn bị cho hội trại đã cơ bản hoàn tất. Quảng bá hình ảnh quê hương cách mạng, những ngày này, bà con ở làng văn hóa Tân Lập đang gấp rút chuẩn bị các hoạt động du lịch trải nghiệm, trò chơi dân gian, hứa hẹn sẽ mang đến hội trại nhiều điều thú vị. Về du lịch trải nghiệm này, du lịch cộng đồng ạ, hôm tây ạ, thì bà con nhân dân đã sẵn sàng về cái bơi mảng trên hồ Nà Nưa ấy, thì cũng đã có hơn chục mảng đấy để sẵn sàng phục vụ du khách là trải nghiệm bơi mảng và nghe hát then và sẵn sàng để đón du khách về để trải nghiệm. Ngoài việc chuẩn bị các hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc thì công tác hậu cần phục vụ cũng được người dân và các cơ sở lưu trú đặc biệt quan tâm. Chỉ tính riêng ở làng văn hóa Tân Lập đã có 20 hộ gia đình làm du lịch cộng đồng đã chuẩn bị sẵn sàng từ chỗ ở cho đến những món ăn đặc sắc mang hương vị riêng của nơi này. Tiến hành khử khuẩn môi trường xung quanh, hướng dẫn nhân viên bố trí buồng phòng, gia cố lại hệ thống điện nước, đáp ứng nhu cầu của du khách. Gia đình tôi có cải tạo thêm khuôn viên và trồng một số cây hoa và quả để cho tạo cái không gian xanh mát để khách du lịch đến
cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Để chuẩn bị cho cái lễ kỷ niệm 75 năm Bác Hồ về trở lại Tân Trào ấy, thì đối với địa phương thì cũng đã phối hợp với các gia đình là đã tổ chức tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm để cho khách du lịch về trải nghiệm. Hội chạy về nguồn huyện Sơn Dương sẽ được tổ chức vào ngày 30 và 31 tháng 3 tại quảng trường Tân Trào với quy mô 20 gian chạy. Bên cạnh đó là các hoạt động như đua mảng, thi kéo co, tổ chức các tour tham quan khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, các hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian, đốt lửa trại, giao lưu văn nghệ. Đây là hoạt động thiết thực, tạo sân chơi lành mạnh để đoàn viên thanh niên thể hiện khả năng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Đồng thời là dịp để giới thiệu, quảng bá giá trị của khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào đến với du khách thập phương, góp phần vào sự phát triển du lịch của địa phương. Còn tại huyện Lâm Bình, đến nay mọi công tác chuẩn bị cho giải đua thuyền kayak mở rộng năm 2022 tại hồ Bản Cài, xã Thượng Lâm cũng đang được hoàn tất. Đây là một trong những hoạt động của năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2022. Đoạn đường dài 300 m dẫn đến thôn Bản Cài, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, nơi sẽ diễn ra giải đua thuyền kayak tỉnh Tuyên Quang mở rộng năm 2022 đang được hạt giao thông huyện Lâm Bình đẩy nhanh tiến độ thi công. Để phục vụ tuần văn hóa du lịch thì giao cho đơn vị hoạt quản lý giao thông tổ chức là mở cái tuyến đường xuống Bản Cài để tổ chức thi thuyền kayak. Thì về cái nhiệm vụ giao là chúng tôi cũng là bố trí xe máy và cán bộ kỹ thuật trực tiếp là thực hiện nhiệm vụ. Giải đua thuyền kayak sẽ thi đấu trong 2 ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 4. Trong đó, đua thuyền kayak có 2 nội dung: đôi nam 2000m và đôi nam nữ 2000m. Đua sắp có các nội dung gồm cá nhân nam, cá nhân nữ 500m và 800m. Các vận động viên tham dự giải là người Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, du lịch hợp pháp tại Việt Nam, đủ 16 tuổi trở lên và đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Hiện nay, mọi công tác chuẩn bị cho giải đua thuyền đã sẵn sàng, góp phần vào thành công chung của năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2022. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp với lại huyện Lâm Bình là đã khảo sát cái đường đua, thế và đã thực hiện là cắm mốc đường đua. Thế rồi thì chuẩn bị các cái điều kiện như là sân khai mạc cũng như là bãi đỗ xe, làm đường lên xuống đảm bảo là thuận lợi. Giải đua thuyền kayak tỉnh Tuyên Quang mở rộng năm 2022 là dịp để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu đến nhân dân, du khách trong và ngoài nước về miền đất, văn hóa, con người, tiềm năng du lịch của tỉnh Tuyên Quang, qua đó thu hút ngày càng đông đảo khách du lịch, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Hôm nay, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, học sinh phổ thông từ lớp 1 đến lớp 6 đã đi học trở lại bình thường sau thời gian dài học trực tuyến. Việc dạy và học được các trường thực hiện đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, đồng thời cũng chủ động phòng chống dịch COVID-19. Trường Tiểu học Trung Môn là một trong những trường có số lượng đông học sinh bậc tiểu học của huyện Yên Sơn với gần 760 em. Để đảm bảo an toàn, ngay buổi đầu tiên tới lớp, nhà trường đã thực hiện tầm soát COVID-19 cho toàn bộ học sinh. Qua quá trình xét nghiệm nhanh, đã có trên 10 em có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Nhà trường cũng đã thực hiện các phương án theo kế hoạch để việc dạy và học được diễn ra đảm bảo an toàn, thích ứng, linh hoạt. Nhà trường tiếp tục các cái phương án dạy học theo hướng dẫn của công văn của sở, của phòng. Đối với các cái lớp mà có cái tỷ lệ học sinh đông có thể đến trường, thì nhà trường vẫn tổ chức dạy học trực tiếp. Và với những học sinh F1 và F0 ở nhà, nếu các em có sức khỏe, thì các thầy cô sẽ tổ chức dạy online cho các em. Có nghĩa là nhà trường chúng tôi sẽ tổ chức dạy học theo cả hai hình thức, vừa trực tiếp và vừa dạy học online. Hiện nay toàn tỉnh không có xã phường thuộc cấp 4 về phân loại cấp độ dịch COVID-19. Trong sáng nay, học sinh các trường học từ lớp 1 đến lớp 6 trên địa bàn tỉnh đã đi học trực tiếp trở lại. Trước đó, từ ngày 14 tháng 3, học sinh phổ thông được tiêm vaccine phòng COVID-19 tại một số địa phương có cấp độ dịch từ 1 đến cấp độ 3 đã tới trường theo phương án thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Để đảm bảo việc dạy và học cho học sinh, các trường đã có kế hoạch củng cố, bồi dưỡng kiến thức cho các em, giúp các em tiếp thu thêm kiến thức hiệu quả sau một thời gian dài học trực tuyến. Cùng với đó, công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm túc, đặc biệt là biện pháp 5K, vì các em học sinh từ khối lớp 1 đến lớp 6 đều chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19. Ngoài cái việc các em học trực tiếp tại trường, thì cũng có cái phương án để bù đắp những cái
kiến thức mà các em trong cái thời gian các em nghỉ chúng tôi dạy học trực tuyến. Bởi vì là chúng tôi luôn xác định rằng là khi học trực tuyến cũng như là giao bài cho các em học sinh khối 6 thì cũng không thể được như là học trực tiếp tại trường. Chính vì vậy mà chúng tôi phải có cái phương án kịp thời để bù đắp lại những cái kiến thức để chuẩn bị, chúng tôi sẵn sàng để cho các em chuẩn bị vào bước vào thi học kỳ 2. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, các đơn vị trường học cũng chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm học đã đề ra. Sau khi cho học sinh trở lại trường học trực tiếp, công tác phòng chống dịch được các nhà trường chú trọng với mục tiêu bảo đảm an toàn cho học sinh ở mức cao nhất. Bên cạnh đó thì cũng triển khai những giải pháp mới trong dạy và học nhằm thích ứng linh hoạt phù hợp với tình hình dịch bệnh. Đây là một tiết học của lớp 12C6 trường Trung học phổ thông Ỉ La. Giáo viên bộ môn đang cách ly tại nhà theo quy định phòng chống dịch, nhưng việc học vẫn diễn ra bình thường. Sự kết nối của giáo viên và học sinh vẫn được tiến hành thông qua ứng dụng Zoom. Đây là một trong những cách làm hiệu quả mà nhà trường đã áp dụng để thích nghi trong tình hình dịch bệnh, để việc dạy và học không bị đứt gãy. Trước diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19, thì nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch linh hoạt thích ứng trong cái điều kiện dịch bệnh rất là phù hợp. Nhà trường đã tổ chức cái kế hoạch dạy và học theo hai hình thức trực tuyến và trực tiếp tại nhà trường. Khối lớp 12 luôn được nhà trường quan tâm vì trước mắt các em là kỳ thi quan trọng. Khối lớp này được đầu tư trang thiết bị phục vụ việc học tập. Việc sắp xếp thời khóa biểu linh hoạt để phù hợp với điều kiện giáo viên và học sinh nghỉ dịch cũng được nhà trường thực hiện, duy trì việc học tập trực tiếp kết hợp trực tuyến, đảm bảo chương trình học tập cho các em. Thì đến nay thì các hoạt động dạy và học thì đã ổn định, về chất lượng cũng vẫn được đảm bảo. Về tiến độ thì chúng tôi cũng đảm bảo tiến độ và sẽ hoàn thành cái năm học theo cái kế hoạch thời gian năm học của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong tình hình dịch như hiện nay, các hoạt động tập trung đông người không thể diễn ra. Thay vào đó, nhà trường đã triển khai những hoạt động như chào cờ, sinh hoạt cuối tuần, ngoại khóa online hay làm những video phỏng vấn. Mọi hoạt động vẫn được tổ chức và diễn ra bình thường, đảm bảo việc giáo dục toàn diện, văn thể mỹ cho các em học sinh. Sau đây là thông tin về tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Sở Y tế, hôm nay 28 tháng 3, toàn tỉnh đã tiêm gần 5.000 mũi vaccine phòng COVID-19 cho người trên 18 tuổi và cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi tại điểm tiêm của các huyện Na Hang, Lâm Bình, Hàm Yên, Yên Sơn và Sơn Dương. Cụ thể, đối với người trên 18 tuổi đã tiêm 45 mũi 1, 194 mũi 2 và gần 4.500 mũi 3. Đối với trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm 119 mũi 1, 130 mũi 2. Đến hết ngày hôm nay, tỷ lệ tiêm mũi 3 toàn tỉnh đạt 73,1%. Thành phố Tuyên Quang có tỷ lệ tiêm cao nhất đạt trên 83,5%, hai huyện Yên Sơn và Hàm Yên 75,1%, tiếp đến là huyện Chiêm Hóa 71,7%, Lâm Bình 68%, Na Hang 67,7% và huyện Sơn Dương đạt 64,6%. Tỷ lệ người từ đủ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành tiêm mũi 1 đạt 100%, tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi là 99,8%. Đối với trẻ từ 12 đến 17 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 99,7% và mũi 2 đạt 97%. Chương trình xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý. Hôm nay tại xã Minh Hương, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hàm Yên đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện dân quân tự vệ năm 2022. Đây là địa phương được chọn làm điểm để các xã trong huyện tham quan học tập rút kinh nghiệm. Trong đợt huấn luyện năm nay, lực lượng dân quân tiếp tục được giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nâng cao nhận thức về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tại buổi lễ, Ban Chỉ huy Quân sự xã Minh Hương đã phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2022 với chủ đề huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm. Chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các tập đoàn VNPT và Viettel tổ chức hội thảo trực tuyến chuyển đổi số ngành giáo dục. Trong thời gian qua, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành giáo dục Tuyên Quang đã triển khai và thực hiện nhiều giải pháp chuyển đổi số trong dạy và học với nhiều nền tảng như Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, K12 Online của Viettel, LMS của VNPT. Tại hội thảo, đại diện các tập đoàn VNPT, Viettel đã tham vấn cho ngành giáo dục đào tạo tổng quan về chuyển đổi số,
định hướng chuyển đổi số trong ngành giáo dục đào tạo trong thời gian tới, góc nhìn về chuyển đổi số trong giáo dục, kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, số hóa thông tin của ngành giáo dục đào tạo trong thời gian qua, xây dựng cơ sở dữ liệu về giáo dục và đào tạo. Đại diện các trường học trên địa bàn tỉnh cũng trao đổi về những thuận lợi và khó khăn trong việc chuyển đổi số tại đơn vị. Để thực hiện chuyển đổi số trong giai đoạn tới, ngành giáo dục đào tạo xác định đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức giáo dục, đưa dạy và học trên môi trường số trở thành hoạt động giáo dục thiết yếu hàng ngày đối với mỗi nhà giáo, mỗi người học. Xác định phát triển kinh tế là yếu tố quyết định đến sự đổi thay của nông thôn. Thời gian qua, huyện Yên Sơn luôn quan tâm triển khai nhiều chính sách, nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế, từ đó từng bước nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân. Năm 2018, chị Trần Thị Hạnh, thôn Mỹ Lộc, xã Phú Thịnh được vay 80 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để đầu tư vào chăn nuôi. Thấy được hiệu quả kinh tế mang lại, nên chị đã tập trung chăn nuôi trâu bò, duy trì tổng đàn từ 10 đến 15 con. Từ một hộ nghèo đến nay, gia đình chị đã thoát nghèo, kinh tế ổn định với mức thu nhập cao trong xã. Nhà tôi thì chăn nuôi trâu bò thì từ lâu lắm rồi, nhưng mà cái phát triển kinh tế rất là hiệu quả cao cho tất cả những bà con, ai cũng có yêu cầu chăn nuôi như thế này thì ai chăn nuôi cũng được, vì cái điều kiện ở đây thì chăn nuôi thì rất là dễ. Nhiều chính sách, nghị quyết về phát triển kinh tế đã được huyện Yên Sơn triển khai, đặc biệt là phát triển sản xuất nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển các trang trại, gia trại, các hợp tác xã. Tận dụng điều kiện sẵn có của địa phương, tập trung khuyến khích, định hướng người dân phát triển kinh tế bằng những mô hình chăn nuôi, trồng trọt, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Qua đó, từng bước thay đổi tập quán canh tác của người dân, chuyển hướng sản xuất từ quy mô nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa gắn với nhu cầu của thị trường. Tập trung phát triển kinh tế về hợp tác xã cũng như là trang trại, gia trại, rồi là tập trung liên kết với lại các công ty, các đơn vị trong và ngoài tỉnh để bao tiêu sản phẩm cho nhân dân. Phát triển kinh tế của nhân dân được thay đổi rõ rệt, đời sống nhân dân được nâng cao. Từ phong trào phát triển kinh tế đã làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của mỗi người dân trong sản xuất kinh doanh, giúp người dân thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tin quốc tế, phái đoàn Nga và Ukraine sẽ gặp nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này để tiếp tục vòng đàm phán tiếp theo nhằm tìm phương hướng giải quyết tình hình căng thẳng hiện nay. Thông báo trên được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Theo thông báo của Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine sẽ được tổ chức ở Istanbul trong 2 ngày, từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3 tới. Trước đó, phái đoàn Nga và Ukraine đã tổ chức 3 vòng đàm phán trực tiếp tại Belarus. Liên quan đến vòng đàm phán mới trên, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố Kiev sẵn sàng thảo luận về quy chế trung lập với Nga, nhưng nhấn mạnh điều này phải đi kèm với những đảm bảo an ninh từ bên thứ ba và được đưa ra trưng cầu ý dân. Tổ chức Y tế Thế giới mới đây cảnh báo vaccine ngừa COVID-19 có thể hoàn toàn suy giảm hiệu quả theo thời gian. Đó là lý do tại sao người dân cần tiêm mũi tăng cường. Trong bối cảnh các ca mắc COVID-19 gia tăng trở lại trên toàn cầu, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra 3 yếu tố cần lưu ý. Sự xuất hiện của các biến thể mới, việc nới lỏng các biện pháp phòng dịch quá sớm và sự suy giảm khả năng miễn dịch có được từ vaccine COVID-19 theo thời gian. WHO đã nhiều lần chỉ ra rằng, 3 yếu tố này kết hợp với nhau dẫn tới nguy cơ bùng phát làn sóng dịch mới trên thế giới. Theo WHO, vaccine phòng COVID-19 có hiệu quả cao trong việc ngăn chặn nguy cơ bệnh chuyển nặng và giảm nguy cơ tử vong. Tuy nhiên, khi thế giới bước vào năm thứ 3 của đại dịch, khả năng miễn dịch có từ vaccine cũng sẽ suy giảm theo thời gian. Điều này còn phụ thuộc vào loại vaccine đã tiêm, số mũi tiêm cũng như tuổi và điều kiện sức khỏe của đối tượng tiêm. Nhiều năm nay, tuyến đường DH11 từ Vĩnh Lợi đi xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương đã xuất hiện nhiều đoạn xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đây không chỉ là nỗi lo của người dân mỗi khi lưu thông qua tuyến đường này, mà còn là rào cản trong việc giao thương, phát triển kinh tế của địa phương. Phản ánh của phóng viên Mục An toàn Giao thông. Đường xuống cấp đã lâu, nắng thì bụi, mưa thì lầy lội. Mùa mưa, khắp mặt đường là những hố nước lớn nhỏ, cùng với đó là nguy cơ mất an toàn giao thông luôn rình rập hàng ngày. Đó là thực tế tại đường DH11 ở xã Vĩnh Lợi trong nhiều năm qua.
Nhìn hình ảnh này, ít ai có thể nghĩ đây đã từng là một con đường được trải nhựa. Hiện nay, tuyến đường này ngày càng xuống cấp là nỗi lo của nhiều người dân ở đây dù ngày nắng hay mưa. Đường này đến bây giờ nó xuống cấp quá nhiều rồi. Để đi lại rồi mưa rồi gió như này là các cháu nó gian nan vất vả quá. Chúng tôi thì thường xuyên là đưa đón cho các cháu đi học đi hành ở đây, đưa đi đón về thôi. Thế cũng mong rằng được cấp trên xem xét và nhìn nhận lại, tạo cái điều kiện khắc phục nâng cấp nên cho chúng tôi đi lại cho nó thuận lợi. Đối với người dân sinh sống và phải thường xuyên di chuyển trên tuyến đường thì đây thật sự là nỗi bất an. Tuyến đường DH11 từ xã Vĩnh Lợi đi xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương có chiều dài 5 km, được đầu tư trải nhựa từ năm 2010. Tuy nhiên 5 năm gần đây, tuyến đường nhựa đã sớm trở thành đường đất. Theo ghi nhận của phóng viên, nền đường đã xuống cấp trầm trọng, đất đá lởm chởm, có những đoạn đã tạo thành ổ gà không đếm xuể, gây khó khăn cho các phương tiện giao thông khi di chuyển qua đây. Cái đoạn đường này thì cái đoạn đường nhân dân mình thường xuyên phải qua lại đây nhá. Thế nhưng mà nó cũng thời gian gần đây nó xuống cấp quá nhiều rồi. Mùa mưa thì quá lầy lội mà mùa khô thì quá bụi bặm. Cũng mong là các cấp chính quyền thì tạo mọi điều kiện để làm cho thôn xóm tôi được cái đường hẳn hoi cho bà con đi rồi các cháu nó đi học cho nó thuận tiện. Tình trạng xuống cấp của tuyến đường DH11 ở xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương đã diễn ra quá lâu và đang ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Cử tri tại địa phương này đã nhiều lần có ý kiến mong tuyến đường sớm được nâng cấp, cải tạo, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương, phát triển kinh tế. Trong khi chờ đợi sự phản hồi từ các cấp các ngành, thì người dân tại đây vẫn hàng ngày phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn giao thông luôn hiện hữu. Thời gian gần đây, lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân, nhiều đối tượng đã quảng cáo giao bán kit test nhanh các loại thuốc hậu COVID-19 tràn lan trên mạng xã hội, trong đó có nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Sau một tháng triển khai, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện xử lý 18 vụ với 18 đối tượng vi phạm, tập trung vào các mặt hàng thiết bị vật tư y tế, thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Trong đó, Công an huyện Sơn Dương thu giữ hơn 5.600 bộ kit test nhanh, 2.500 hộp thuốc điều trị COVID-19. Phòng Cảnh sát Kinh tế thu giữ trên 1.700 bộ kit test nhanh, 2.450 khẩu trang y tế, 2.000 găng tay y tế, hơn 150 sản phẩm thuốc. Phòng Cảnh sát Môi trường thu giữ 2.400 kit test nhanh COVID-19, tổng giá trị hàng hóa gần 600 triệu đồng. Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân không mua bán và sử dụng các loại kit test, sản phẩm thuốc điều trị hậu COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ để bảo vệ sức khỏe, tính mạng, tài sản của bản thân và gia đình. Không tiếp tay cho các đối tượng lợi dụng dịch bệnh để trục lợi bất chính. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trực tiếp tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Ngay sau đây sẽ là thông tin về tình hình thời tiết các địa phương trong tỉnh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.